Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay Tara lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn, đó là cái tư duy thứ tư, là tư duy mà ham học hỏi và biến nó trở thành cái hành động để giúp cho một cái người môi giới thành công trong cái chuỗi mà 6 cái tư duy thành công. Ok, vậy thì cái tư duy thứ tư này là tư duy ham học hỏi và chuyển nó thành cái việc hành động, nó sẽ là như thế nào? Như các bạn đã biết đó, ai cũng sẽ có một cái giới hạn của chính mình. Nếu như chúng ta không ham học hỏi và nâng cao cái kiến thức của mình lên cho mỗi một thời kỳ, một giai đoạn nào đó, thì sao ạ? Khi đó thì chúng ta làm và chúng ta sẽ đụng mất cái nốc trần của chúng ta. Nếu như chúng ta lại gì ạ? Khi chúng ta làm, chúng ta chạm được đến cái đích rồi và chúng ta lại gì ạ? Học hỏi và nâng cấp nó lên, thì cái câu chuyện đó là gì ạ? Con người chúng ta là không có cái giới hạn nào cho chúng ta, đúng không nào? Và nếu như kết hợp với cái việc là khi chúng ta học một cái điều gì đó hay, học một cái kiến thức nào đó hoặc học một cái công thức nào đó thành công rồi, nhưng mà chúng ta lại gì ạ? Chúng ta chuyển nó qua làm cái việc hành động. Và đương nhiên chắc chắn trong cái việc hành động thì các bạn sẽ gặp những cái vấn đề. Ví dụ như rằng là khi chúng ta biết bơi chẳng hạn, đúng không? Chúng ta học được cái kỹ thuật bơi rồi, nhưng mà cái việc để biết bơi được thì chúng ta gì ạ? Chúng ta bắt buộc phải hành động, là chúng ta phải bơi, đúng không nào? Và đương nhiên rằng là gì ạ? Mặc dù chúng ta học được cái kỹ thuật bơi đấy, nhưng mà khi ra hành động thì sao ạ? Chúng ta làm một lần chúng ta vẫn chưa được, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta cứ làm nhiều lần, 10 lần chẳng hạn, thì chúng ta tập bơi chúng ta sẽ biết bơi, đúng không nào? Thì tương tự như vậy, cái tư duy mà là ham học hỏi và chuyển biến sang hành động để ra được kết quả, nó là cái điều tuyệt vời của một cái người môi giới. Khi chúng ta học được một cái kiến thức, ví dụ như chúng ta học được cái kỹ năng tìm kiếm khách hàng, về cái nền tảng kiến thức nó là cần phải làm những bước gì rồi, thì sao ạ? Quay ngược lại, đó là chúng ta học xong rồi thì chúng ta phải chuyển biến nó và chúng ta phải ra học ngay lập tức, và chúng ta hãy làm ngay lập tức luôn, đúng không ạ? Và chúng ta làm đi làm lại cho đến khi nào chúng ta thành công thì thôi. Và đây là một trong những cái tư duy cực kỳ quan trọng. Có rất nhiều bạn chúng ta tham gia vào nhiều khóa học, chúng ta thay đổi được cái việc diện tư duy từ trong đầu, chúng ta lớn lên rồi, nhưng mà chúng ta lại còn thiếu 20% của cái việc mà hành động nó liên tục để nó chuyển hóa được kiến thức đó ra. Thì sao ạ? Khi chúng ta thiếu cái điều này, chúng ta cũng sẽ không chạm được cái kết quả. Và ta đã hy vọng rằng là các bạn chúng ta đã là gì ạ? Chúng ta đã có cái tư duy của một trong những người môi giới thành công, chúng ta học được những kiến thức đó rồi, thì chúng ta hãy hành động nha. Tại vì hành động là mới có kết quả. Và cái điều quan trọng trong cái lĩnh vực môi giới bất động sản đó là gì ạ? Chúng ta hãy ra ngoài kia, chúng ta tìm kiếm khách hàng, được không nào? Khách hàng là người trả lương cho chúng ta. Và chiều dài của database khách hàng đo dài, đo độ túi tiền nặng của các bạn. Chính vì yếu tố đó mà là gì ạ? Các bạn hãy ham học hỏi, phát triển những kỹ năng của mình còn thiếu, và chúng ta hành động để mà chúng ta ra được kết quả ngay lập tức. Ta đã chúc cho tất cả các bạn rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ học hỏi, luôn luôn học hỏi và luôn luôn hành động để ra được kết quả. Và các bạn nhớ là gì ạ? Là đăng ký và sub vào kênh của Tara để gì ạ? Tara sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn, được không nào? Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào cái tư duy tiếp theo của 6 cái tư duy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.